The cycle repeated as explosions broke in the sky. All that I needed, and you were there at the turn. We're building it up to break it back down. We're building it up to burn it down. We can't wait to burn it to the ground. Thì ban tổng đốc cũng quyết định là tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, đó là cái chương trình nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên hàng năm. Thì mục tiêu chính thì cũng để cho các anh chị em được nghỉ ngơi nè, giao lưu vui chơi cùng với gia đình con cái, tạo cái sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, giữa người mới người cũ, giữa các thế hệ với nhau, để có một cái thông tin cũng như là những cái tình cảm lẫn nhau. Đây thì thật là bình yên. Ở dưới núi thì nóng, nhưng mà lên tới trên này thì là trời đã mát, dịu mát rất là nhiều. Mình cảm thấy là rất là sảng khoái, thư thái khi mình được lên đến đây. Đi với đoàn cùng các anh em đồng nghiệp thì đó là cái sự gắn kết tập thể. Mình sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, tiếp xúc, trao đổi và kết thêm tình thân với anh em. Sẵn sàng chưa nào? Nhảy có những động tác độc đẹp lạ.
sẽ được ban tổ chức chúng tôi lại cộng điểm cho quý thành viên trong buổi chiều ngày hôm nay. 3, 2, 1 ngày hôm nay thì mỗi đội chúng ta đều giành được 100 điểm. Vào xin lá anh ơi. Châm ngôn của đội mình và tên đội mình là gì ạ? Đây là cướp biển. Còn châm ngôn của mình là gì ta? Xe số 2 không chơi. Xe số 2 không hoàn thành ai? Chắc chưa? Chắc. Yeah. Tiếp tục đội màu hồng. Dạ, châm biết là tên và không hiểu đội mình ạ. Dạ, tên đội màu hồng của em toàn những anh chị em mập mạp nên lấy tên là Lợn Hoang. Và châm ngôn của team hồng em là Tết đi sau, đoàn kết, gắn kết, yêu thương. Dạ, rồi, đội màu cam. Châm ngôn và tên của đội mình là gì ạ? Bên mình là Thành Phố Tổng Hợp nha mấy bạn. Bên mình đó là đi dân nhớ ở dân thương nha. Tôi muốn lên là du khách bất ngôn nha. Rồi. Đi ở chất nhau là phải chất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game show thứ hai. Nếu như trong quá trình di chuyển mà làm rớt quả banh hoặc là quả banh chúng ta rớt xuống, lọt vào khe rớt xuống thì đội đó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Quý vị hiểu được luật chơi chưa ạ? Và trên mặt phẳng đó tuyệt đối không để bất kỳ vật dụng gì hoặc sử dụng cát để hỗ trợ là cũng không được nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Gala và nó nằm ở xa thành phố Hồ Chí Minh. Và buổi sáng ngày hôm nay khi
vui vẻ, ăn ngon miệng. Ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. Một túi sách nữ, một cây so, một cái khăn trải bàn, hai
vụ của tất cả các thành viên chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay rất đơn giản. Bây giờ các chị nữ hãy tận dụng vô những gì mà đã được nhặt nhạnh từ ở phía dưới. Hả? Cái gì luôn cả sợi dây sạc mà bà cũng đem lên đi bà. Trời ơi, bà tận dụng cái dây sạc luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.